nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, sáng ngày 20 tháng 12, Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức đoàn đến thăm tặng quà các đơn vị quân đội, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đoàn đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Giấng và Phạm Thị Nhung ở phường Nam Sơn, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Định ở phường Văn Đẩu, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Trường ở phường Lãm Hàm. Thay mặt Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự tri ân sâu sắc với những hy sinh to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời mong các mẹ, các bác luôn mạnh khỏe, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo. Nhân dịp này, đoàn của Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đến thăm và tặng quà Cục Chính trị Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.